Tôi xin phép bắt đầu từ nội dung nhiều học viên quan tâm nhất trong cái chương trình học quản lý dự án trên đám mây xây dựng. Chúng ta sẽ xuất phát từ các câu hỏi nhé. Đầu tiên này, anh Huy ơi, nội bộ nhóm dự án muốn trao đổi thông tin với nhau thì làm như thế nào? Nếu như lại vào Gmail hay Outlook để gửi thư, như vậy các cái thông tin tài liệu đính kèm ấy bị phân tán mất rồi, ít nhất là trên 3 nền tảng, đúng không ạ? Tôi nghĩ câu hỏi này là của một bạn Gen Z, rất trực quan, không hỏi có làm được hay không mà hỏi là làm sẽ như thế nào. Câu hỏi thứ hai này, anh làm ở bên chủ đầu tư, nếu như các nhà thầu phụ, các nhà cung cấp muốn gửi thông tin catalog sản phẩm để giới thiệu các kỹ sư dự án đánh giá thì gửi lên đám mây như thế nào? Rồi một câu hỏi liên quan đến phần trao đổi với thành viên bên ngoài, không phải là project member. Câu hỏi thứ ba này, như em nói, chủ đầu tư thường áp dụng BIM bắt đầu từ giai đoạn thiết kế cơ sở và đến giai đoạn thiết kế kỹ thuật mô hình LD 300 thì số lượng thành viên tham gia sẽ nhiều hơn, 25 đến 30 người. Những email đã trao đổi trước đây liên quan đến dự án, anh chị đã dùng Google hoặc Outlook ấy, sẽ quản lý kết hợp nó như thế nào? Một người quan tâm đến vấn đề là nhất quán và quản lý các cái luồng email từ trước khi áp dụng đám mây cho dự án cho đến khi bắt đầu lên mây. Câu hỏi thứ ba khá phức tạp này, một chị có nhiều kinh nghiệm quản lý dự án hỏi tôi như sau. Huy ơi, chị đã xem các công cụ của ACC rồi, RFI, Submitter, Issues, Forms và Transmitter là bộ 5 thành phần kinh điển trong quản lý dự án đều có. Thế nhưng chị muốn gửi các NCR, PNCR hay thậm chí là các FVI làm như thế nào? Câu hỏi khá khó đúng không ạ? Trước khi trả lời, tôi giải thích với các bạn một chút này. NCR nghĩa là Non-Conform Reports, báo cáo không phù hợp về mặt chất lượng. PNCR là Incident Reports, báo cáo về tai nạn lao động ngoài thị trường. Và FVI, thuật ngữ mà chị gái đây nhắc đến, đó chính là Field Verbal Instruction, chỉ thị bằng miệng ngoài hiện trường. Loại chỉ thị này chỉ có chủ đầu tư mới được phép phát hành thôi. Câu hỏi cuối cùng này, liên quan đến vấn đề bảo mật. Ban quản lý dự án bọn anh thường xuyên phải gửi tài liệu cho các phòng ban khác như phát triển và nguồn vốn để làm hồ sơ vay ngân hàng này, gửi cho thanh tra sở xây dựng để phục vụ kiểm kê của nhà nước đấy. Nếu như gửi trực tiếp trên nền tảng đám mây Construction Cloud, các tài liệu này sẽ được bảo mật như thế nào? Cả 5 câu hỏi trên, vai trò khác nhau, kinh nghiệm của người tham gia dự án cũng khác nhau. Tuy nhiên, nó có một đặc điểm chung, đó là quan ngại về quy trình trao đổi thông tin của dự án sẽ được kiểm soát trên Autodesk Construction Cloud như thế nào. Cả 5 câu hỏi, một điểm chung. Vậy thì câu trả lời của tôi cũng chỉ có một thôi. Đó chính là công cụ Correspondence, quản lý trao đổi thông tin trên nền tảng đám mây. Tôi là Quang Huy, giám đốc công ty cổ phần EB Việt Nam, chuyên gia cao cấp về mô hình thông tin công trình, giảng viên BIM đạt chuẩn quốc tế, được xác nhận và trao tặng bởi Autodesk Incorporation Hoa Kỳ. Các bạn lưu ý này, công cụ Correspondence, quản lý thư tín sẽ có trong dịch vụ Design Collaboration, Model Coordination và Build. Tôi sẽ thao tác trên dịch vụ Build để các bạn dễ dàng quan sát. Đây là công cụ quản lý thư tín, hay còn gọi là trao đổi thông tin trong dự án Correspondence. Thư điện tử trong dự án này tôi đã thực hiện công tác trao đổi và bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn từng phần một. Thứ nhất, công cụ File from Email cho phép chúng ta tương tác với thư điện tử từ các nguồn ngoài. Ví dụ, Project Email Address, đây là địa chỉ hòm thư điện tử của dự án này trên nền tảng đám mây. Hãy copy nó đi. Sau đó, truy cập vào dịch vụ Gmail hoặc Outlook của các bạn. Ví dụ, tôi chọn Gmail nha. Tìm đến phần có tên là Contacts, các địa chỉ liên hệ. Create Contacts và chọn Create Multiple Contacts. Đây là một nhóm nhiều người mà. Các bạn hãy dán địa chỉ mình vừa copy vào đây. Tại đây đặt tên là ACC Teams Create. Như vậy, tôi đã có được cái địa chỉ email và đã được liệt kê trong danh mục Contacts của Gmail. Bối cảnh thứ hai đó là Upload Emails. Trước khi khởi động dịch vụ đám mây,
các bên đã trao đổi qua Outlook này, Gmail. Vậy thì làm thế nào để đồng bộ tất cả những cái email đó tạo thành một luồng để quản lý trên dịch vụ đám mây? Các bạn hãy chọn vào Upload Emails. Chúng ta sẽ thao tác trên nền tảng Outlook, chuyển sang giao diện của Outlook này. Có thể là minimize nó lại một chút thôi. Drag your email here, hãy kéo và thả email bạn muốn trao đổi đi. Giả sử tôi kéo cái thông tin về dự án này chẳng hạn này, thả vào đây. Trước khi nhấp chuột vào nút upload, các bạn lưu ý này, nó có hai chế độ: public là công khai, những người nhận đều biết được nó, và cả quản trị viên dự án nữa. Nếu để là private thì chỉ có người gửi và người nhận thôi, ông quản trị dự án sẽ không thể biết được. Và tôi khuyến cáo các bạn thường xuyên để trong tình trạng là private upload. Quá trình upload đã xong rồi, nó sẽ phụ thuộc vào cái nội dung email, các file đính kèm mà các bạn đã có nhé. Done. Công cụ Correspondence tự đánh số ID, đây là GCORP9, General Correspondence, thư tín trao đổi chung. Và cái tiêu đề của email nó sẽ được hiển thị tại đây, ví dụ như là trao đổi BIM, hạng mục cơ điện của một cái dự án nào đó chẳng hạn. Ai là người gửi này, ngày gửi là bao nhiêu, và tất cả những thông tin đi kèm sẽ được xuất hiện tại đây. Và lưu ý, đối với một email này, khi các bạn nhấp chuột mở nó ra, có công cụ là reply, và chúng ta không cần phải quay lại Gmail hay Outlook nữa. Phần còn lại đó chính là correspondent type, để giải quyết các vấn đề NCR, báo cáo không phù hợp, NCR, báo cáo về tai nạn lao động, FVI, Field Verbal Instruction, chỉ thị miệng ngoài hiện trường. Settings type, ở đây tôi đã tạo sẵn ra một loại là thư tín dành cho việc trao đổi liên quan đến vấn đề pháp lý của dự án, Legal Correspondence. Tôi sẽ tạo ra một loại nữa để các bạn xem nhé. Tiêu đề này, đặt tên là Non-Performing Reports, báo cáo không phù hợp. Ký tự viết tắt là gì rồi? NCR. Threats. Như vậy, tôi đã tạo ra được một cái loại thư tín mới dành cho nội dung liên quan đến các báo cáo không phù hợp chất lượng. Có thể là hồ sơ thiết kế, có thể là đống việc thi công ngoài hiện trường, không nghiệm thu được, không phải làm lại đi. Tôi hy vọng rằng đoạn video ngắn trên trả lời tất cả những cái quan ngại, những cái hồ nghi của anh em kỹ sư xây dựng làm công tác quản lý dự án ngoài hiện trường khi tham gia vào nền tảng đám mây của dự án. Vấn đề liên quan đến trao đổi thông tin và email đã không còn là trở ngại đối với các bạn nữa.